Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh của Lê Hữu Trung Vlog. Ngày hôm nay chúng tôi lại thông tin cho tất cả các bạn bảng giá vàng mới nhất vào ngày 18 tháng 9 năm 2020 như sau. Giá vàng thế giới đang ở mức 1953,9 USD trên một ounce, tăng 9,8 USD trên một ounce. Giá dầu hiện tại tăng 41,3 USD trên một thùng. Giá vàng trong nước, SJC Hồ Chí Minh đang có giá mua vào là 56.050.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 56.500.000 đồng trên một lượng. SJC Hà Nội đang có giá mua vào là 56.050.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 56.520.000 đồng trên một lượng. Vàng SJC tại một số ngân hàng. Tại ngân hàng Vietinbank Gold đang có giá mua vào là 56.050.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 56.520.000 đồng trên một lượng. Tại ngân hàng TB Bank Gold đang có giá mua vào là 56.040.000 đồng trên một lượng, tăng 40.000 đồng trên một lượng ở phiên giao dịch gần nhất. Giá bán ra là 56.500.000 đồng trên một lượng, giảm 40.000 đồng trên một lượng. Tại ngân hàng Sacombank đang có giá mua vào là 56 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 56.400.000 đồng trên một lượng. Tại ngân hàng SCB đang có giá mua vào là 55.850.000 đồng trên một lượng và giảm 50.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 56.350.000 đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng. Tại ngân hàng Mastrabank đang có giá mua vào là 55.660.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 56.900.000 đồng trên một lượng. Tại ngân hàng SHB đang có giá mua vào là 41.300.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 41.820.000 đồng trên một lượng. Vàng SJC tại các tổ chức lớn. Tại Bảo Tín Minh Châu đang có giá mua vào là 56.160.000 đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 56.480.000 đồng, tăng 90.000 đồng trên một lượng. Tại Mỹ Hồng SJC đang có giá mua vào là 56.150.000 đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 56.400.000 đồng trên một lượng, giảm 50.000 đồng trên một lượng. Tại Phú Quý SJC đang có giá mua vào là 56.150.000 đồng, tăng 50.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 56.500.000 đồng và tăng 100.000 đồng trên một lượng. Tại P&G SJC đang có giá mua vào là 56.100.000 đồng, tăng 100.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 56.500.000 đồng, tăng 100.000 đồng trên một lượng. Tại Ngọc Hải SJC Hồ Chí Minh đang có giá mua vào là 55.450.000 đồng, tăng 50.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 56.450.000 đồng, tăng 50.000 đồng trên một lượng. Tại P&G một lượng đang có giá mua vào là 54.350.000 đồng trên một lượng, tăng 100.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 54.850.000 đồng và cũng tăng 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra. Các thương hiệu vàng khác. Thương hiệu vàng P&G nhẫn 24K đang có giá mua vào là 54.350.000 đồng, tăng 100.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 54.850.000 đồng và cũng tăng 100.000 đồng trên một lượng. Nhẫn tròn trơn PTMC đang có giá mua vào là 54.260.000 đồng, tăng 150.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 54.960.000 đồng, tăng 150.000 đồng trên một lượng. Nhẫn SJC 24K đang có giá mua vào là 54.250.000 đồng, tăng 150.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 54.800.000 đồng, tăng 150.000 đồng trên một lượng. Thương hiệu nhẫn SJC 24K đang có giá mua vào là 54.250.000 đồng, tăng 150.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 54.800.000 đồng và cũng tăng 150.000 đồng trên một lượng. Thương hiệu nhẫn Phú Quý 24K đang có giá mua vào là 53.900.000 đồng, giá bán ra là 54.700.000 đồng. P&G NT 24K đang có giá mua vào là 53.750.000 đồng, tăng 150.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 54.550.000 đồng, tăng 100.000 đồng trên một lượng.
thương hiệu Ngọc Hải 24K Hồ Chí Minh đang có giá mua vào là 53.400.000 đồng, giá bán ra là 54.300.000 đồng và giảm 100.000 đồng ở chiều bán ra. PNG NT 18K đang có giá mua vào là 39.660.000 đồng, tăng 70.000 đồng trên một lượng. Giá bán ra là 41.060.000 đồng, tăng 70.000 đồng trên một lượng. Giá vàng hôm nay ngày 18 tháng 9 biến động khó báo trước xu hướng. Giá vàng hôm nay ngày 18 tháng 9 tăng nhẹ ở thị trường trong nước và giảm ở thị trường thế giới. Các chuyên gia kinh tế thế giới nhận định vàng được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng. Tại giá vàng trong nước, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 56,10 triệu đồng trên một lượng. Giá bán ra là 56,55 triệu đồng trên một lượng, tăng 50.000 đồng trên một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với thời điểm chốt phiên giao dịch trước đó. Chênh lệch giá bán vẫn đang cao hơn giá mua là 450.000 đồng trên một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 56,10 đến 56,50 triệu đồng trên một lượng, tăng 20.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và tăng 120.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra so với phiên đóng cửa ngày 17 tháng 9. Chênh lệch giá mua bán vàng vẫn duy trì ở mức 400.000 đồng trên một lượng. Còn tại giá vàng thế giới tính theo giờ Việt Nam, giao ngay ở ngưỡng 1954,1 USD trên một ao, giảm 14,8 USD trên một ao so với chốt phiên giao dịch liền trước. Theo tỷ giá USD tại Vietcombank, 1 USD đang là 23.270 Việt Nam đồng. Giá vàng thế giới tương đương là 54,78 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 1,77 triệu đồng trên một lượng so với giá bán ra của vàng SJC. Nhận định giá vàng, vàng giảm có nhiều biến động còn do giới đầu tư vàng để bù lỗ cho chứng khoán khi giá cổ phiếu trên thị trường châu Á giảm mạnh. Tuy nhiên, về dài hạn, vàng vẫn được dự báo còn tăng giá do hàng loạt bất ổn trên thế giới. Chính Fed cũng đã cảnh báo về triển vọng không chắc chắn của nền kinh tế Mỹ. Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng, dù đà phục hồi tốt hơn dự kiến, hoạt động chung của nền kinh tế Mỹ vẫn chưa đạt mức trước khi bùng phát đại dịch Covid-19. Hơn thế, Quốc hội Mỹ chưa tìm được tiếng nói chung về gói kích thích mới khi cả hai đảng Mỹ không chịu nhượng bộ và đổ lỗi lẫn nhau. Các chuyên gia kinh tế thế giới nhận định vàng được dự báo sẽ tiếp tục đà tăng trưởng ấn tượng. Đợt tăng mạnh trong mùa hè năm nay chỉ là sự khởi đầu của thị trường tăng giá đối với kim loại quý này. Ngân hàng Canada CIBC cho rằng giá vàng trung bình để đạt mức 1.925 USD trên một ao trong quý 3 và 2.000 USD trên một ao trong quý 4, 2.300 USD trên một ao vào năm 2021, 2.200 USD trong năm 2020 trước khi trở về mức 2.000 USD trên một ao vào năm 2024. Lý do vàng được dự báo còn tăng tiếp là bởi lãi suất thực tế thấp, gánh nặng nợ chính phủ Mỹ ngày càng tăng cùng với sự bất ổn địa chính trị phát sinh từ cuộc bầu cử sắp tới của Mỹ. Sự suy yếu của đồng USD cũng là yếu tố sẽ đẩy giá vàng đi lên.